Ở cả nhà hôm nay còn chú chín bữa hổm còn nè, chỉ có hai nãy chú sáp mà chín quá hư gọn như đây các bạn. Rồi hôm nay cô làm bánh đúc chuối mà làm ba màu vàng, màu giá dứa, màu lá cẩm, có ba mà. Đúng rồi, ba màu thôi. Hôm nay cô làm ba màu đổ như bánh da lợn nha các bạn. Ba màu ba tầng. Ba màu ba tầng. Bây giờ, cô sẽ làm bò luồn bột nha. Bịch thì hổm xài còn ba cái là lấy ra xài luôn. Không có lấy cần cho. Hai chén. 300 gram bột năng. Gạo 2 gạo, bịch này đủ. Thật đó là nửa ký miếng rồi hả? Cô cho muỗng cà phê muối vô nha các bạn. Chắc ngọt lắm rồi. Chén đường. Tôi sẽ cho một chén nước vô đây. Chén nước nữa, tức là 2 chén nước. Được không? Thêm 3 chén nước luôn á. Dính bao tay hả? Dính bao tay chứ đâu có dính tay mình đâu mẹ sợ. Mày nghe mày bóp đi nhẹ vậy thôi. Cô nhồi cho. Bột này là bột cũ rồi cho nên nó nở dữ nha mọi người. Chà, cái nồi bánh chuối này chắc chiều nay chắc phải sửa xe đạp đi bán tiếp quá. Mẹ giờ con bóp nó ok rồi nè mẹ. Vậy được ha. Mẹ có lỏng quá không vậy? Không, chuối vô là vừa mẹ. Chút nó còn nở ra nữa chị. Thêm nữa nha. Để 3 chén nước á. 3 chén bột, 3 chén nước á. Chuối sáp đây, cô sắp ra rồi. Sau đó giờ không thấy ai làm chuối sáp hết mẹ. Lẽ chuối sáp này không là cũng nhiều nữa chứ. Sáp nè. Bánh trái chưa hết nữa nè. Trời ơi, chuối nhiều quá, không biết sao. Nay ngọt ngất ngay luôn. Vô khuôn nó hết chứ gì. Đồ đầy luôn. Kệ nó không hết chút mình đổ thêm. Mình đổ thêm. Đâu mày làm giống rau câu sơn thủy được không mẹ? Làm mổ gì vậy? Lát dưa. Ừ. Quá sợ nó vàng dữ không? Bỏ bớt rồi. Vậy đi, đắng quá. Rồi. Đúng không? Ừ, đưa qua. Nhiều cái này không? Nãy nấu có muối gì không? Có miếng muối à. Dưa vô. Trời ơi, xinh như súp rét. Cho lấy dưa thiệt vô nè. Tại nãy là lá dứa pha ke nha. Rồi. Có một miếng tinh. Mình lá dứa xanh ghê quá mấy bạn ơi. Để cho một lớp bột lên. Mình hấp màu gì trước? Màu vàng. Cô để vô nha. Đập. 30 phút là chín chín nha các bạn. Hãy mời cả nhà ăn bánh chuối ba màu với cô nha, chứ như nha. Ôi ôi. Bính mắt này nè. À.
Wow, tập dột quá. Đẩy nắp nha. Nó có chứ nhau nước dữ rồi. Trời ơi, đẹp chưa hả? Chở cái này ra chắc xịt le luôn. Ui quá ngon à. Bánh mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ nấu nước cốt nha cả nhà. Khoáng nước cốt phải cho muỗng muối nha các bạn. Cái gì vậy? Muỗng muối, cà phê muối. Gì dữ vậy mẹ ha? Ba muỗng coi con nó lạc mặn như vậy. Thì thắt ra là thưởng thức nha các bạn. Bột dính vào như vậy. Nó không có ba tầng, nó không có cao ha. Đây còn dư bột nè. Đâu cứng nè. Dẻo chứ cứng nè. Chuối nhiều quá, ta làm ít chuối. Ta làm ít chuối ít bột luôn. Ăn thử coi. Ngon. Dẻo mình chết. Chứ không có cứng phải không? Ngon. Phải rồi, về quá. Ngon không? Ừ. Nè hồng dâu. Wow. Wow, mày nhìn đẹp hả mẹ? Gì mẹ? Gì khen? Con khen mẹ mà mẹ. Làm đại làm đúng rồi. Làm đại các bạn ơi. Hai cô với Như làm xong cái mấy ổ bánh đúc chuối rồi nè. Mời cả nhà, cả nhà dùng với cô với Như nha. Hai mẹ con mình làm một dĩa vậy thôi chứ nhìn một dĩa này là chia hai người ăn cũng được, rất là nhiều mọi người. Mẹ ăn chung dĩa này với con hả? Nhìn màu sắc nó rất là bắt mắt hấp dẫn luôn ha mọi người. Có màu nghệ nè, màu lá cẩm nè, màu lá dứa nè, nhìn ăn rất là ngon luôn. Hôm nay trộn chuối sáp vô nhìn nó rất là đặc biệt ha. Đây nhìn nó rất là hấp dẫn ha mọi người ha. Ngỡ ngoài đây khung cảnh cực chiêu luôn. Rồi cả nhà nha. Ăn thôi cả nhà ơi. Cho miếng đậu phộng lên. Ừ. Mời cả nhà nha. Ừ. Ngon cực kỳ luôn mẹ. Ngon cực kỳ chưa. Ừ. Ừ, dẻo ngon quá mẹ ơi. Mẹ thấy sao? Ngon. Dẻo dẻo, dai dai bột, chuối thì ngọt. Nước cốt vừa quá béo. Ăn tràn ra miệng luôn. Wow, ba lớp luôn. Này dưa bột á, cô đổ ba màu luôn. Ngon lắm. Phải nói là ngập miệng luôn. Ăn tới màu màu lá cẩm. Cẩm đại cô cho ít quá nó lọt. Ngon ha. Dẻo dẻo.
dẻo dẻo dai dai. Nước cốt dừa này đúng là nước cốt dừa ở ngoài tiệm luôn á mẹ. Béo cực kỳ luôn. Để ăn thử một cái cục ba màu coi mọi người, nhìn rất là đẹp ha. Hai trái dừa. Cái này để dành ăn sáng ngon đó. Kêu một dĩa như vậy là ăn chắc no tới trưa luôn rồi ha mẹ. Đột nó nở ra. Chỉ có chuối với bột là mình đã làm được một món bánh cực kỳ là đơn giản. Bữa nay cô quên chăm mình nước trà. Quên chăm mình nước trà xuống. Ngon. Ngon thiệt á. Dễ dễ dai dai. Thơm thơm mùi lá dứa, ăn lá dứa thơm thơm. Như vậy cũng vừa ăn rồi mẹ. Nhưng mà có lần tham mình làm thì mình thêm một chút xíu nước nữa là ok. Như vậy cũng ngon rồi. Có nhiều người ra hết ăn bánh cứng như vậy nè. Dẻo này nè. Cứ nhão quá thì lo không thích. Con thích nhão. Loại dương thứ giá bột cái cô đổ ba lớp luôn. Chuối này nó thơm mật kìa. Ha. Chuối rục quá. Chuối rục ngon. Không ai làm chuối rục nha mình. Không mà nhưng mà làm chuối rục vậy nó mới ngon chứ. Ngọt. Chứ làm chuối kia nó còn cái nhân chát chát làm sao mẹ. Không biết. Người ta làm mình đâu biết. Nước cốt béo béo, đậu phộng thơm thơm. Chuối rất dẻo ngon. Bột thì dai, chuối rất ngọt. Một dẻo là no tới trưa. Con cá nữa. Ngon không? Có dính gì vậy? Ngon. Cái này không cần ăn nước cốt cũng ngon nữa. Con thấy vậy luôn á. Không? Có nước cốt vậy béo thêm nữa. Nhưng mà không có nước cốt cũng ngon luôn á. Không cũng vừa ăn. Đúng rồi. Ba cái màu này mình thích nhất là màu hồng á mọi người. Nhìn nó đẹp mắt nè. Nó có cái độ hồng hồng rồi vàng vàng. Màu xanh cũng đẹp nữa. Màu vàng cũng đẹp nữa. Nhưng mà màu vàng nó tạp với chuối quá ha. Chỉ có màu xanh với màu hồng mà mình thích nhất nè. Hai mẹ con mình sẽ tạm dừng clip ở đây rồi. Ăn sáng đơn giản như vậy mà nó rất là ngon luôn. Với phong cảnh đây mọi người thấy nhìn nó chiêu chiêu không? Mát gì đâu luôn. Thấy phong cảnh cô không? Sông rồi nước hữu tình không? Thấy đẹp không? Thấy đẹp nhớ like cho hai mẹ con mình nha. Giờ hai mẹ con mình xin chào và hẹn gặp lại giờ mọi người tạm dừng nha. Yêu thương bye. Các bạn rất nhiều. Bye bye.